Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 10, chương trình sẽ chuyển đến quý khán giả những nội dung chính như sau. Thành phố Cần Thơ đã cơ bản xây dựng đầy đủ khung pháp lý về chuyển đổi số, trong đó xác định chuyển đổi số đảm bảo trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhà vườn Phong Điền triển khai nhiều phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vườn sầu riêng bị ngập do triều cường. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị phải đảm bảo nguồn cung và duy trì hoạt động những cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ đây đến cuối năm. Tại thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã diễn ra hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức. Đến dự có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển cho biết, hiện nay thành phố Cần Thơ đã cơ bản xây dựng đầy đủ khung pháp lý về chuyển đổi số, trong đó xác định chuyển đổi số đảm bảo trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cần Thơ cũng đã thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số cấp thành phố. Trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về nền tảng chính sách, thể chế thúc đẩy chuyển đổi số đồng bằng sông Cửu Long, các vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong thực hiện chuyển đổi số ở chính quyền các cấp, chuyển đổi số trong công tác quản lý tài nguyên môi trường và nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, những vấn đề khó khăn đang gặp phải khi thực hiện chuyển đổi số. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm từ triển khai thực tế. Và cũng trong sáng nay, báo Tiền Phong tổ chức lễ khánh thành trụ sở văn phòng ban đại diện đồng bằng sông Cửu Long. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, được sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền, các sở ngành của thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua báo Tiền Phong đã đầu tư xây dựng hoàn thành trụ sở ban đại diện báo. Về trụ sở mới, báo Tiền Phong mong muốn các cơ quan, ban ngành thành phố hỗ trợ tạo điều kiện để văn phòng phản ánh các thông tin kịp thời về kinh tế xã hội của thành phố, cũng như thông tin và tổ chức các hoạt động của báo Tiền Phong ở các tỉnh trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long. Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống. Ngày 16 tháng 1 năm 1962, Khoa Báo chí chính thức được thành lập theo nghị quyết số 36 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 2019, Khoa Báo chí đổi tên thành Viện Báo chí. Viện Báo chí hiện có 3 chuyên ngành đào tạo bậc cử nhân, gồm báo chí, truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện. 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ báo chí là báo chí và quản lý báo chí truyền thông. Viện cũng đào tạo tiến sĩ báo chí học cùng nhiều chương trình bồi dưỡng ngắn hạn dành cho tất cả các đối tượng thuộc các vị trí chức năng trong hệ thống các cơ quan báo chí và quản lý báo chí truyền thông trong nước. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi thì hội thi bí thư chi bộ giỏi của Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ đã kết thúc. 21 giải thưởng đã được trao cho các thí sinh. Tham gia hội thi có 18 thí sinh là bí thư chi bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Các thí sinh tham gia phần thi chào hỏi, giới thiệu về bản thân và chi bộ đang sinh hoạt, thuyết trình theo đề cương và bốc thăm trả lời câu hỏi về nghiệp vụ trong công tác xây dựng đảng. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Đỗ Thị Hương, Ủy viên Ban chấp hành chi bộ An ninh Dân chính Đảng và Bảo vệ Bí mật Nhà nước thuộc Đảng bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, đồng thời cấp giải nhì, ba và giải phụ cho các thí sinh có phần thi tự giới thiệu, thuyết trình và trả lời câu hỏi xuất sắc nhất và 12 giải khuyến khích cho các thí sinh. Xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành hữu quan và các đơn vị kinh doanh xăng dầu từ đây đến cuối năm 2022 phải đảm bảo nguồn cung và duy trì hoạt động những cửa hàng bán lẻ. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, triều cường liên tục dâng cao, nếu không đảm bảo xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương. Trong 10 tháng qua, Petrolimex đã xuất bán và cung cấp cho thương nhân nhượng quyền, thương nhân phân phối,
trên 90.100 mét khối xăng dầu, đạt 120% kế hoạch. Do biến động, một số đơn vị mất khả năng cung cấp xăng dầu cho các điểm bán lẻ, nên 16 cửa hàng Petrolimex ở Cần Thơ có lúc tăng lượng bán lẻ lên gần 20%. Tương tự là Petromekong có 4 cửa hàng trực thuộc tại Cần Thơ cũng đã cung cấp cho thị trường 6.480 mét khối xăng dầu. Đơn vị nhận định tình hình kinh doanh xăng dầu 10 tháng năm 2022 hết sức khó khăn. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng duy trì nguồn cung cho các tháng cuối năm 2022, khoảng 5.500 mét khối đến 6.000 mét khối một tháng. Tháng 10 thì chúng tôi lỗ khoảng 6 tỷ. Tuy nhiên thì cái lượng hàng bán ra thị trường là có cái tỷ trọng tăng trưởng cỡ khoảng 20%. Đặc biệt là đối với khối cửa hàng bán lẻ của chúng tôi hiện nay, tức là với thị trường thì cung cấp so với cùng kỳ năm ngoái tăng trưởng cỡ khoảng 30-40%. Khách hàng cũng như là cửa hàng xăng dầu tại thành phố Cần Thơ, sản lượng bình quân ra tháng khoảng 3.500 khối, thì sản lượng chúng tôi lúc nào tồn kho cũng duy trì để sản lượng để đáp ứng được ít nhất là nguồn quay của cái lượng hàng. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ngành chức năng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là giám sát chặt chẽ các hoạt động của thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu, không để gián đoạn việc cung cấp cho hệ thống bán lẻ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối và yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm cái quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, và cũng đề nghị các cái đơn vị là thương nhân đầu mối tạo mọi cái thuận lợi trong cái giao nhận hàng cũng như là tăng cường cái nguồn cung để hỗ trợ trong một cái thời gian khó khăn đối với cái tình hình xăng dầu hiện nay. Tiếp tục để chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương, kể cả Sở Công Thương, Công an thành phố Cần Thơ, thì phối hợp để kiểm tra rồi giám sát, tuyên truyền. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, triều cường dâng cao gây ách tắc giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã đề nghị các thương nhân đầu mối bố trí cho thương nhân phân phối, các cửa hàng bán lẻ nhận hàng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, đồng thời cần tăng thời gian giao nhận hàng. Thưa quý vị, không chỉ gây ngập ở nội ô thành phố, các đợt triều cường vừa qua còn ảnh hưởng trực tiếp đến một phần diện tích hoa màu và vườn cây ăn trái trên các địa bàn thuộc các quận huyện. Và trước tình hình trên thì nhà vườn ở xã Tân Thới của huyện Phong Điền, nơi có gần 1.000 hecta chuyên canh sầu riêng, cũng đã khẩn trương triển khai nhiều phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra. Ông Nguyễn Văn Tặng, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, có 7 con sầu riêng đã ở độ tuổi cho trái. Mặc dù đã có bờ bao riêng cao khoảng 1 mét, nhưng vẫn không thể ngăn nổi con nước triều cường tràn vào khu vườn. Mấy ngày qua, ông Tặng phải bơm thoát nước liên tục như thế này để cứu sầu riêng không bị úng rễ. Bơm tới nay bây giờ nước nó ngày càng dâng lên, rồi bà con ở đây đóng góp gian cái bờ đê này á mà cũng phải mắc bơm hoài, vất vả có tốn kém nhiều rồi đó mà cũng phải gắng cố gắng chứ. Hôm nay có ngập nhiều, có hộ mà giữ không được á, nó bị chết nữa. Xã Tân Thới, huyện Phong Điền hiện có 960 hecta sầu riêng, trong đó diện tích đang cho trái 550 hecta. Đây được xem là vùng chuyên canh sầu riêng lớn nhất của huyện Phong Điền và thành phố hiện nay. Theo thống kê của địa phương, trong hai đợt triều cường vừa qua, có khoảng 70 hecta bị ảnh hưởng khá nặng. Trong những ngày qua thì bà con cũng chủ động gia cố bờ bao. Có cái nó khó khăn là do cái triều cường làm một số đoạn nó bị tràn đó, bà con cũng phải tích cực để mà bơm rút nước. Thì cái mức trung bình đó là mỗi hộ dân là chắc trung bình mỗi ngày là khoảng 300.000 đối với việc xăng dầu để mà bơm tưới, bơm rút nước. Dân ở đây là coi như là tập trung với nhau mà làm, nó làm hết cái đường này thì qua cái đường kia. Nó giận dữ hai cái mặt này, chứ nếu mà dở cái mặt nào thì cũng bể hết. Những khu vực khác cũng như mình luôn. Những cái khu vực khác cũng như mình hết, nhưng mà mình cái khu này thì mình nhiều lo ở đây, cái khu kia người ta lo theo khu người ta. Nếu mà không bơm thì nước mưa, cái lượng nước mưa nó quá nhiều thì nó bị là sát mặt bờ, thì coi như là nó bị úng rễ, cây nó bị xi. Thành ra khả năng mình để cháy thì nó không được là đạt cái theo ý muốn của mình. Mỗi năm ước sản lượng sầu riêng trên địa bàn xã Tân Thới khoảng 6.500 tấn, tương đương 300 tỷ đồng. Trung bình một hecta sầu riêng, nhà vườn có thể thu nhập gần 700 triệu đồng. Với giá trị kinh tế mang lại như trên, sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây. Vất vả và tốn kém là điều khó tránh khỏi trong quá trình ứng cứu cho sầu riêng.
Điều mà bà con lo lắng hiện nay là việc để trái cũng như năng suất của sầu riêng sẽ bị ảnh hưởng sau khi các thiệt hại do triều cường được khắc phục. Và cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng với triều cường dâng cao trong những ngày qua, nên nguồn cung nhiều loại rau củ quả giảm, dẫn đến giá cả một số loại tăng, đặc biệt là rau xanh. Ghi nhận tại chợ đầu mối Tân An thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, lượng rau củ tương đối ít so với ngày thường. Những ngày này thì rau củ nó cũng phải là cao giá hơn thường ngày, vì lý do là trên thì mưa, dưới là nước ngập. Đó, cho nên là cái thu hoạch của nhà nông á, nó không có đạt, tăng lên có thể là 1 kg từ 5.000 đến 7.000. Rau đây cô lấy từ Vĩnh Long về, nước ngập mùa này nó hơi ít đó. Có số mặt hàng là nó hơi mắc nữa, bữa nay xà lách mắc quá cô không có mua được nữa. Cụ thể giá rau xà lách ngày thường từ 12.000 đến 15.000 đồng một ký, nay tăng lên 20.000 đến 23.000 đồng một ký. Rau muống, rau mồn tơi, rau ngót có giá từ 14.000 đến 16.000 đồng một ký, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Nhiều tiểu thương phân phối rau sỉ cho biết do triều cường lên cao, các mối mua rau đem về bán lẻ, nghỉ, cộng với rau tăng giá nên việc buôn bán khó khăn. Giá rau củ mua cao hơn lúc mà nước chưa lên, phải ảnh hưởng chi tiêu rồi. Thay vì đó một ký rau có 20, bây giờ phải mua 25-30 ngàn, cân nhắc kỹ lưỡng vậy đó, cho nó vừa với cái túi tiền của mình. Thời điểm mà nước ngập thì rau nó phải cũng như bị úng, bị hư này nọ, nên là giá nó phải cao, rau không được đẹp. Mình ăn ít lại một chút, thay vì lúc trước mình mua lận ký, giờ mình mua lận nửa ký thôi. Trong khi mặt hàng rau tăng, nhưng các loại củ quả lại bình ổn. Nếu có tăng thì chỉ nhỉnh từ 1-5 ngàn đồng trên 1 ký, như khóm 30-35 ngàn đồng 1 ký, cà rốt, dưa leo, cà chua, súp lơ có giá từ 10.000-15 ngàn đồng 1 ký, đậu bắp 14.000 đồng 1 ký. Theo dự đoán của các tiểu thương và người dân, nếu trong thời gian tới, thời tiết tốt hơn và triều cường rút, thì giá rau sẽ bình ổn, giảm dần về giá cũ như trước đó. Ngoài ra, khi nông dân xuống giống vụ đông xuân, giá rau sẽ mềm hơn. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý khán giả, mới đây, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Phong Điền. Từ năm 2021 đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện được các cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện trên các loại hình gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào của đơn vị địa phương. Công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện được thực hiện tốt, định kỳ một ngày một tuần, qua đó tiếp nhận giải quyết kịp thời 217 đơn thư khiếu nại trong dân. Vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của mặt trận, các đoàn thể được tăng cường, kịp thời nắm bắt tình hình và phản ánh, đề xuất giải quyết những bức xúc của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Thưa quý vị, thăm và kiểm tra thực tế các mô hình dân vận khéo tại huyện Thới Lai, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đánh giá cao nỗ lực của huyện trong việc huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn đã đến thăm các mô hình dân vận khéo tiêu biểu như mô hình vận động 2 tỷ 500 triệu đồng xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mô hình hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo của thị trấn Thới Lai, mô hình vận động nhân dân trồng 8.000 cây bần chống sạt lở trên địa bàn 8 xã của huyện, mô hình vận động nhân dân làm tuyến đường chiếu sáng giữ gìn an ninh trật tự, mô hình vận động nhân dân trồng hoa kiểng tuyến đường đẹp tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp ở xã Định Môn. Ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều đến kiểm tra công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đoàn đến kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại khuôn viên công viên Ninh Kiều thuộc phường Tân An, một số điểm trung chuyển rác tại điểm cầu Quang Trung Hưng Lợi, điểm tập kết rác xanh trên địa bàn phường Cái Khế, điểm tập kết rác tại đội môi trường đô thị Ninh Kiều trên đường Trần Phú. Qua kiểm tra, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều đề nghị các phường, phòng ban chức năng của quận tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo khách du lịch tại bến tàu du lịch Cần Thơ, khẩn trương thực hiện các bước để xây dựng điểm tập kết rác mới, quản lý chặt chẽ nguồn đất công, quyết liệt xử lý thu hồi đất công bị lấn chiếm và ngăn ngừa xử lý ngay từ đầu việc lấn chiếm đất công.
Cũng là câu chuyện liên quan đến vệ sinh môi trường đô thị. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân quận Thốt Nốt rất bức xúc trước việc rác thải sinh hoạt không được thu gom vận chuyển, ứ động nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của bà con. Không khó để bắt gặp hình ảnh những túi rác lớn nhỏ nằm dọc hai bên vỉa hè các tuyến đường lớn nhỏ ở quận Thốt Nốt. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn quận Thốt Nốt xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt ven đường. Điều đáng nói là những đống rác này chậm được thu gom, ngày càng nhiều, bốc mùi, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa mất cảnh quan đô thị. Rác hơn 20 ngày rồi, xe rác nó không có vô lấy mà lấy cũng không có sạch sẽ gì nữa. Hộ dân người ta đồng tình lấy để mà đóng tiền rác, nhưng mà rác lấy không sạch là một, với hai nữa là lấy không có lấy thường xuyên. Cách ngày lấy ngày cũng được, cái này hơn 20 ngày mà không lấy, không phải ở chỗ này không mà tất cả các hộ khác cũng vẫn là như vậy. Hôm nay là gần 3 tuần không có gom, thối hôi quá, chịu không nổi. Theo hợp đồng với công ty thì các cái tuyến chính trên địa bàn phường thì là mỗi ngày là lấy một lần. Nhưng mà trong cái thời gian qua đó thì công ty rác lấy nó không có đúng như cái quy định của hợp đồng, cho nên là rác nó tồn động nhiều ở trên địa bàn như hiện nay. Bà con đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. Được biết, việc thu gom rác thải do công ty cổ phần đô thị Cần Thơ thực hiện và tình trạng này cũng chỉ xảy ra mấy tháng gần đây. Là do lò đốt rác của công ty Minh Thông là đến thời hạn để bảo trì, là thời gian là khoảng 3 tuần. Là lò đốt rác chỉ tiếp nhận là từ 14 giờ đến tối. Do đó thì cái lượng rác thải trên bàn quận là công tác thu gom nó có chậm lại, cho nên là có cái hiện tượng là rác thải tồn động. Trong quá trình làm thì nó cũng có những cái nguyên nhân là do cái xe của công ty nó hư hỏng đột xuất, thì công ty cũng đã tăng ca tăng giờ để mà bố trí các anh em công nhân vệ sinh mà thu dọn cho sạch. Khi có thông tin phản ảnh của người dân thì chúng tôi kịp thời khắc phục. Đề nghị là cái công ty thu gom rác thải phải thu gom đúng giờ, trên các cái giờ mà đã trong cái lịch mà công ty thu gom đã ký hợp đồng với phòng tài nguyên môi trường của quận. Thứ hai là thu gom là phải thu gom sạch các cái vị trí mà đã là đặt để của người dân. Thứ ba là sẽ là phường sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân là phải để rác đúng chỗ nơi trước cửa nhà và đúng thời gian để cái công ty thu gom cho nó đảm bảo. Tình trạng rác thải chậm được thu gom không chỉ tạo hình ảnh nhếch nhác mất mỹ quan đô thị mà còn làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở Thốt Nốt cần sớm được giải quyết để đảm bảo sức khỏe cho người dân và giữ gìn mỹ quan đô thị. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý khán giả, vào tối qua, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng với chương trình ENGEL, công ty trách nhiệm hữu hạn Boehringer Ingelheim Việt Nam tổ chức hội nghị sinh hoạt khoa học với chủ đề nâng cao nhận thức sinh viên và cộng đồng về đột quỵ. Tại buổi sinh hoạt khoa học, các sinh viên được tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Minh, trưởng khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giới thiệu các thông tin liên quan như nguyên nhân, dấu hiệu để nhận biết cơn đột quỵ sắp diễn ra, những điều nên và không nên khi xử lý bệnh nhân đột quỵ, quy trình cấp cứu và các phương pháp điều trị đột quỵ, giờ vàng trong điều trị đột quỵ cũng như các biện pháp tầm soát đột quỵ. Buổi sinh hoạt cũng giới thiệu chương trình chăm sóc đột quỵ ENGEL Việt Nam và thảo luận giải đáp thắc mắc của các sinh viên về căn bệnh này. Và cũng liên quan đến y tế, hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Y học thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị khoa học chẩn đoán hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022. Các đại biểu được nghe các tham luận về xu thế mới trong chẩn đoán hình ảnh, hiểu đúng về tầm soát ung thư toàn thân, cập nhật an toàn sinh học trong các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cùng các tham luận xoay quanh các vấn đề AI trong chẩn đoán hình ảnh, y học y khoa hiện tại và tương lai, vai trò của AI trong hỗ trợ phân tích cấu trúc não trên hình ảnh MRI, chẩn đoán hình ảnh trong can thiệp thần kinh, can thiệp nội mạch, trong xạ trị ung bướu, chẩn đoán hình ảnh lồng ngực, vai trò cộng hưởng từ tim, trao đổi về y học hạt nhân và kỹ thuật y học. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh là một trong những nội dung rất quan trọng trong các trường phổ thông hiện nay. Phương pháp giáo dục của thầy cô giáo cũng đa dạng và phong phú nhằm chuyển tải nội dung kiến thức một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu và lắng động sâu sắc trong mỗi học sinh. Công an đại diện cho lớp đến thăm cô
cô có khỏe không? Cô cũng khỏe rồi. Tại sao cô bị bệnh vậy cô? Hôm qua cô đi dạy rồi cô mắc mưa nên cô bị cảm sốt. Vậy cô ăn uống gì chưa? Cô ăn rồi, mặc dù cô ăn không ngon nhưng cô vẫn ráng ăn để hồi phục sức khỏe. Cô uống thuốc chưa? Cô đã uống rồi. Em chúc cô khỏe mạnh, mau mau hồi phục sức khỏe, đến dạy các em. Cô chúc các con học giỏi. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thưa cô con về. Thưa cô con về. Qua bài học này thì con cần khắc sâu điều gì? Cô mời con. Dạ thưa cô, qua bài học này em cần biết ơn những thầy cô đã dạy dỗ em nên người. Em cần học tập để cho thành công ngoan trò giỏi. À, cô cảm ơn con. Mời con ngồi xuống. Tôi sẽ truyền thụ lại cho các em những cái kiến thức cơ bản cần thiết. Thì tôi sẽ vận dụng nhiều kiến thức trong sách giáo khoa, kể chuyện, rồi ngoài giờ lên lớp, rồi như hình thức sắm vai. Các em sẽ được khắc sâu kiến thức hơn, rồi như hình thành nhân cách của học sinh. Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, trong chương trình chính khóa, học sinh được học các môn học như đạo đức, giáo dục công dân với các nội dung chủ đề, giá trị sống, kỹ năng sống, mối quan hệ bản thân với gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường tự nhiên, dần dần. Hình thành cho học sinh tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức. Với phương pháp giáo dục hiện nay, phát huy năng lực học sinh, bên cạnh hướng dẫn kiến thức giáo khoa thì giáo viên ở các trường vận dụng nhiều hình thức sáng tạo, sinh động nhằm giúp học sinh khắc sâu kiến thức và vận dụng tốt kiến thức vào cuộc sống. Trong quá trình giảng dạy chuyên môn thì thầy cô cũng có định hướng giáo dục học sinh qua các cái hoạt động như là giáo dục kỹ năng sống hay là các hoạt động trải nghiệm. Qua đó đã giúp cho các em có được những cái hành động cũng những cái thái độ hết sức là thiết thực, ngoan ngoãn của học sinh trong nhà trường. Với nhiều hình thức giáo dục đa dạng phong phú đã góp phần tạo hứng thú của học sinh với môn học, giúp các em yêu môn học hơn, khắc sâu kiến thức và phát triển những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.